Hoàng hậu và Hoàng quý phi Thái Lan cùng xuất phát điểm, ai sẽ thắng trong cuộc đua cung đấu? Chỉ chưa đầy 3 tháng, kể từ ngày bà Sininath Wong Vajirapakdi được sắc phong làm Chao Kun Phra, Hoàng quý phi Thái Lan, sau gần một thế kỷ, thì truyền thông và dư luận quốc tế lại thêm một phen sửng sốt khi bà bất ngờ bị phế truất vào ngày 21 tháng 10 vừa qua. Lý do được Hoàng gia Thái Lan đưa ra là Hoàng quý phi đã phạm tội không trung thành với nhà vua, cũng như có những hành vi chống lại mệnh lệnh của Hoàng hậu Suthida vì tham vọng cá nhân. Ngay sau đó, nhiều thông tin bên lề cũng lan truyền rằng sự thất sủng của bà Sininath là do tân hoàng quý phi không được lòng các phe phái, nhân viên trong cung điện bà hoàng hậu Suthida. Điều này dẫn đến kết cục của bà trong thời điểm hiện tại. Nhiều ý kiến cũng đặt hai người phụ nữ phía sau quốc vương Charmaid lên bàn cân và nhìn lại hành trình tiến chân vào hoàng gia của bà phi và bà hậu. Từ xuất phát điểm tương đồng đến cuộc chiến chốn thông cung, danh sự chiếu cố của bậc đế vương. Hoàng hậu Suthida Tissai. Vào ngày 1 tháng 5 năm nay, chỉ 3 ngày trước lễ đăng quang chính thức của vua Vajiru Songkon, lễ cưới của nhà vua với nữ đại tướng Suthida Tissai đã diễn ra tại cung điện Dusit ở Bangkok và ngay sau đó, bà được sắc phong làm Somdai Prajarini, hoàng hậu. Đã có nhiều tin đồn về mối quan hệ tình cảm của bà Suthida và nhà vua Vajiru Songkon từ khi ông còn là thái tử. Từ sau khi thái tử ly dị người vợ thứ ba Sri Rashmi Sukwadi từ tháng 12 năm 2014, nhiều hình ảnh đã cho thấy bà thường xuyên xuất hiện bên cạnh thái tử, nhưng không chỉ đơn thuần là một cận vệ hoàng gia. Tuy nhiên, đến đầu năm nay thì mối quan hệ của họ mới chính thức được công khai. Hoàng hậu Suthida Tissai sinh ngày 3 tháng 6 năm 1978. Theo một số nguồn tin, bà từng là tiếp viên hàng không của hãng Thai Airways. Đến năm 2010, bà Suthida gia nhập quân ngũ và 4 năm sau đã được bổ nhiệm vào vị trí lãnh đạo đội cận vệ của nhà vua Vajiralongkorn với cấp bậc thiếu tướng. Từ trước khi lên ngôi, nhà vua Vajiralongkorn thường dành phần lớn thời gian với hoàng hậu Suthida ở Đức, nơi ông sở hữu một biệt thự trị giá hơn 12 triệu USD bên bờ hồ Steinberg, thành phố Munich. Ngoài chiếm được trái tim của vị quốc vương, nhiều nguồn tin cho biết hoàng hậu rất được lòng nhân viên trong cung điện. Bà còn được nhìn thấy vui vẻ, thân thiện cùng với các con riêng của quốc vương. Đặc biệt là hoàng tử nhỏ, Dibakon Rasmizoti, người được vua cha hết mực yêu thương khi phải sống xa mẹ từ nhỏ sau khi bà này từ bỏ tước vị, rời khỏi hoàng cung. Vào dịp quốc lễ ngày của mẹ, khi đến thăm cựu hoàng hậu Sirikit, bà được mẹ chồng nắm chặt đầy tình cảm, cũng cho thấy tân hoàng hậu rất được lòng gia đình chồng. Sự vắng mặt bí ẩn của hoàng hậu Thái Lan Suthida trong các sự kiện công khai thời gian gần đây đã dấy lên nhiều lo ngại, đặc biệt là khi có một số thông tin chưa được kiểm chứng về khả năng Hoàng Quý Phi có thể được sắc phong làm đệ nhị hoàng hậu, báo Bưu điện Hoa Nam buổi sáng. Được biết, các thông tin về hoàng gia Thái Lan khá hạn chế do luật pháp nước này quy định hình phạt tối đa 15 năm tù đối với những hành động khi quân phạm thượng. Do đó, phần lớn người dân Thái phải dựa vào chương trình phát sóng tin tức hoàng gia trên truyền hình hàng đêm để cập nhật các tin tức về hoàng gia. Và một điều được dư luận Thái Lan đặc biệt chú ý gần đây là sự vắng mặt bí ẩn của Hoàng hậu Suthida kể từ cuối tháng 12 năm 2020. Một số lời đồn đoán về việc Hoàng hậu Suthida có thể chịu chung số phận như ba người vợ cũ của vua Maha Vajiralongkorn đã xuất hiện, trong khi phía cung điện cũng không hề lên tiếng bác bỏ những tin đồn này. Một điều trùng hợp là trong lúc Hoàng hậu Suthida vắng mặt bí ẩn, thì Hoàng quý phi Sininath lại xuất hiện ngày càng nhiều trước công chúng. Lần cuối cùng, Hoàng hậu Suthida xuất hiện trong một sự kiện công khai là vào ngày 28 tháng 12 năm 2020, khi nhà vua và bà cùng chủ trì một sự kiện tưởng nhớ cố quốc vương Thaksin ở Bangkok. Sự kiện này diễn ra chỉ vài ngày sau khi nhà vua Vajiralongkorn trở về từ chuyến thăm các tỉnh cùng Hoàng quý phi Sininath. Sau khi nhà vua trở về từ Đức hồi tháng 10 năm ngoái, Hoàng hậu Suthida đã xuất hiện bên ông tại hầu hết các sự kiện chính thức ở thủ đô Bangkok và các chuyến đi của hoàng gia giữa các cuộc biểu tình. Mặc dù vậy, điều khiến công chúng ngạc nhiên là chuyến đi của nhà vua và hoàng quý phi, vì chưa có vị vua Thái nào công khai hoàng quý phi của mình thường xuyên đến vậy. Ngay cả những người vốn ủng hộ nhà vua và hoàng gia cũng lên án điều này. Hoàng quý phi Sininath Wong Vajiralongkorn. Sau 3 tháng ngắn ngủi, giờ đây, bà Sininath đã không còn được gọi với danh xưng hiệu hoàng quý phi của hoàng gia Thái Lan. Những hình ảnh đời thường xinh đẹp của bà, những khoảnh khắc nắm tay tình cảm với quốc vương hay cả lý lịch đều bị xóa khỏi website hoàng gia không dấu vết. Hoàng quý phi sau khi bị tước hết danh hiệu được biết đến là một người phạm tội bất trung với vua, chống lại hoàng hậu. Trong cáo buộc do công báo hoàng gia Thái Lan Trojan Gazette đưa ra ngày 21 tháng 10, bà Sininath đã cố ngăn cản việc phong hậu cho bà Suthida. Không chỉ bày tỏ sự phản đối và tìm cách gây áp lực, Sininath Wong Vajiralongkorn còn làm bất cứ điều gì có thể để bản thân mình được ngồi vào vị trí hoàng hậu.
Quốc vương đã phong cho bà tước vị Hoàng Quý Phi vào hồi tháng 7 để xoa dịu những sức ép nói trên. Tuy nhiên, sau một thời gian theo dõi hành vi của Shininath, ngài phát hiện bà không hề thấy biết ơn mà đã không cư xử đúng mực với danh hiệu cao quý của mình nên đã quyết định thực thi hình phạt. Trước đó, bà Shininath Wong Vajiapati đã từng gây xôn xao dư luận khi là vị Hoàng Quý Phi đầu tiên của Thái Lan sau gần 100 năm. Sau này, các quốc vương Thái Lan đều theo chế độ một vợ một chồng nên truyền thống sắc phong phi tần cũng chấm dứt. Bà sinh ngày 28 tháng 1 năm 1985, được nhà vua ban tước vào ngày 28 tháng 7 năm nay. Chưa đầy 3 tháng trước sinh nhật lần thứ 67 của ông và lễ phong tước vị cũng diễn ra chỉ 2 tháng sau khi nhà vua kết hôn với Hoàng hậu Suthida. Năm 2008, bà học tập và tốt nghiệp tại Học viện Y tá Quân đội Hoàng gia Thái Lan, làm y tá đến năm 2012, rồi đến làm việc cho Cung điện Hoàng gia và được tuyển vào văn phòng của Thái tử Vajiralongkorn. Đến năm 2015, bà Shininath gia nhập đội cận vệ Thái tử, rồi được thăng hàm đại tá, sau đó nhanh chóng thăng tiến. Bà được thăng hàm thiếu tướng vào tháng 5 năm 2019 khi vua Maha Vajiralongkorn đăng cơ, rồi được sắc phong làm Hoàng Quý Phi trong cùng năm. Bên cạnh đó, Hoàng Quý Phi còn là một phi công có trình độ, đã được đào tạo trong không quân Thái Lan. Có thể dễ dàng nhận ra nhiều điểm tương đồng ở bà Shininath và Hoàng hậu Suthida khi bà cũng xuất thân từ ngành hàng không và trải qua huấn luyện để trở thành thành viên trong đội cận vệ hoàng gia. Cũng vì có xuất phát điểm khá giống nhau như vậy, nên đích đến mong muốn của hai người phụ nữ đều là vị trí chính thức của bậc quân vương xứ Chùa Vàng. Nhưng kết cục của cuộc thâm cung nội chiến đời thực này, Hoàng Quý Phi Shininath đã giành phần thua. Ngoài việc không được lòng nhân viên trong cung điện, Hoàng Quý Phi còn được cho là không hề có sự gắn kết nào với các thành viên hoàng gia Thái Lan khi vắng mặt trong các buổi họp mặt gia đình hay phải ngồi lặng lẽ phía sau các thành viên hoặc tham dự sự kiện một mình. Nhưng đến tháng 8 năm 2020, bà đã được bãi bỏ mọi cáo buộc trước đó và phục vị. Trong thông báo phát đi hồi đầu tháng 9 năm 2020, hoàng gia Thái Lan nói rằng bà Shininath không làm điều gì sai trái. Vì vậy, tước vị Hoàng Quý Phi và toàn bộ tước vị của bà trong gia đình Thái Lan vẫn được giữ nguyên. Trong khi bà Suthida vắng mặt, thì bà Shininath lại đảm nhận một số vai trò và nhiệm vụ vốn là của Hoàng hậu trong các sự kiện công khai. Trong tháng này, bà Shininath được bổ nhiệm vào vị trí phó cố vấn cho một dự án về nhà tù do Hoàng gia tài trợ. Trước đây, bà Suthida từng đảm nhiệm vị trí đồng tư vấn với nhà vua trong dự án này khi Hoàng Quý Phi bị tước bỏ chức vị. Trong khi đó, theo cập nhật gần đây trên tờ công báo Hoàng gia, tên của Hoàng hậu Suthida lại không được đề cập trong dự án. Thay vào đó, tờ công báo đã đăng tải những bức hình cho thấy nhà vua và Hoàng Quý Phi tham gia một dự án nông nghiệp trong nhà tù. Andrew McGregor Marshall, nhà báo người Scotland, trích dẫn một số nguồn tin cho biết nhà vua Vajiralongkorn đã lên kế hoạch sắc phong bà Shininath làm đệ nhị hoàng hậu vào đúng ngày sinh nhật của bà. Tuy nhiên, kế hoạch này vẫn chưa thành hiện thực do em gái của nhà vua, công chúa Maha Chakri Sirinhorn cùng các con gái của nhà vua phản đối dữ dội. Tuy nhiên, các nguồn tin cho biết kế hoạch này vẫn có khả năng sẽ được thực hiện vào cuối năm nay vì nhà vua có vẻ đã hạ quyết tâm, ông Marshall cho hay.